sẽ lên đẳng màu lại áo và quần của Trung V cho mọi người xem nha. Chị yêu cầu anh giúp em số 5, em sẽ lên lại bảng màu cho mình nha. Em sẽ lên lại bảng màu set đĩa cho mình nha mọi người ơi. Set đĩa là bên em có 5 màu cho mình lựa chọn luôn nha. Chị yêu nào muốn mua lẻ áo bờ ra và quần lẻ, chị yêu cứ việc mua luôn nha mọi người ơi. Em có bán lẻ cho mình luôn. Còn áo bờ ra là 2,90, còn quần sọt là 2,50. Khi mà mua một set là chỉ còn 5,20. Nhanh tay giúp em nha. Màu đầu tiên là màu xanh neon. Có 3 size luôn cho mấy chị lựa chọn S, M, L. Mấy chị không biết mình phù hợp với size nào của nhà em thì cứ comment chiều cao và cân nặng, em sẽ tư vấn chuẩn size nhất cho mấy chị yêu của em nha. Dạ rồi, màu tiếp theo là màu hồng phấn. Màu hồng phấn giúp em nha. Chị yêu nào lấy một set comment giúp em là set DE kèm màu kèm size. Còn muốn mua áo bờ ra riêng hoặc áo lẻ riêng, à quần sọc riêng thì mình cứ chọn giúp em nha. Cứ comment áo và quần kèm màu kèm size giúp em là được. Màu cam đất, mẫu này em có 3 size cho mình lựa chọn luôn nha mấy chị đẹp ơi. Size S, size M và size L giúp em ạ. Mọi người lấy size, mọi người không biết mình phù hợp với size nào bên nhà em thì cứ comment chiều cao và cân nặng, em tư vấn chuẩn size nhất cho mấy chị yêu của em nha. Màu cam. Màu xanh da trời. Màu xanh da trời. Trời. Màu hồng đào. À, màu hồng đào giúp em nha. Và cuối cùng là màu xanh neon. Bây giờ thì em sẽ lên mã quần như canh đang mặc cho chị đẹp luôn nha. Xanh neon mọi người ơi. Lấy cả set của mình em 22 kèm màu kèm size. Mọi người có thể mua bờ ra riêng vào quần sọc riêng vẫn được nha mọi người ơi. Dạ rồi nha mấy chị đẹp ơi, bây giờ thì em sẽ lên mã quần dài như canh đen mặc nha. Quần dài như canh đen mặc là sẽ có tới hơn 10 màu cho mình lựa chọn luôn. Bây giờ thì em sẽ lia bảng màu cho mình lựa chọn nha. Màu đầu tiên là màu tím khoai môn, màu xanh rêu, màu đỏ tươi, màu nâu nhạt, màu xanh đen, màu đỏ đô, màu hồng phấn, màu đen, màu đen, màu xám, màu tím than, màu nâu nhạt nha mọi người ơi, nãy là màu nâu đậm giúp em nha, và màu hồng đào, cuối cùng là màu trắng, à, và màu xanh dương. Màu xanh dương như canh đang mặc đó mọi người ơi, phía sau nó sẽ có Trung Vơi. Nó sẽ có chung mong như là canh đang mặc nha. Bây giờ em sẽ lia lại bảng màu của quần Trung V như là canh đang mặc một lần nữa. Và em sẽ qua màu áo nha mọi người ơi. Màu đầu tiên là màu xanh dương như là canh đang mặc nha mọi người ơi. Có Trung V giúp cái phòng ban của mình căng tròn siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Rất là xịn sò luôn nha mấy chị đẹp ơi. Bây giờ thì em sẽ lia bảng màu cho mấy chị đẹp xem nha. Màu đầu tiên là màu nâu nhạt giúp em ạ. Chị yêu nào lấy comment giúp em là 28 kèm màu kèm size. 28 kèm màu kèm size, 260k mọi người ơi. Có full size cho mọi người lựa chọn luôn. Màu nâu nhạt, màu hồng đào, màu trắng. Chị yêu nào lấy comment giúp em là 28 kèm màu kèm size, màu đỏ tươi. 28 kèm màu kèm size dành cho mấy chị yêu của em. Màu xanh rêu, màu tím khoai môn, màu nâu đậm, màu xanh đen, màu đỏ đô, màu hồng phấn, màu đen, màu xám và màu tím than và màu xanh dương như canh đen mặc luôn. Bây giờ thì em sẽ qua mã áo canh đen mặc nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ qua màu áo của canh đang mặc nha mọi người ơi. Cứu tôi. Mã áo canh đen mặc là em sẽ có tới 5 màu cho mấy chị đẹp lựa chọn nha. Sao cái giống như thằng xong sao cái điện thoại đến nó méo rượu vậy. Tay giúp em nha mọi người ơi. Màu áo canh đang mặc em có 5 màu cho mấy chị lựa chọn nha. Phía trước
sẽ có bút ngực giúp bông cái vòng một của mình nha mọi người ơi. Phía sau sẽ là đang dây chéo vô cùng sexy luôn mọi người ơi. Không. Vậy rồi em sẽ lia nhanh bảng màu của cái áo ra cho mọi người xem nha. Màu đầu tiên là màu trắng như là canh đang mạnh nha mọi người ơi. Màu tiếp theo là màu hồng. Chị em nào lấy mã này chị yêu comment giúp em là 47 kèm màu kèm size. 47 kèm màu kèm size chị nha mọi người ơi. Màu hồng. Màu hồng màu và cam. Màu cam. Trong phiên live này có giá cực kỳ là ưu đãi đến với mấy chị đẹp luôn nha. Chị có 270. Kế tiếp là màu xanh rêu. Màu rêu nha mấy chị đẹp ơi. Chị yêu nào lấy comment giúp em là 47 kèm màu kèm size. Màu đen màu kèm size chị nha mọi người ơi. Màu đen và màu trắng như là canh đang mặc nha mọi người ơi. Phía sau đen dây chéo lưng rất là sexy luôn nha mọi người ơi. Chị yêu nào lấy comment giúp em là 47 kèm màu kèm size nha mọi người ơi. 47 kèm màu kèm size nhanh tay cho em nha mấy chị yêu ơi. Nhanh tay giúp em nha. Dạ rồi, dạ rồi, chị yêu nào lấy comment giúp em là 47 kèm màu kèm size giúp em nha mấy chị đẹp ơi. Nhanh tay giúp em mà. Dạ rồi, chị Trinh Trinh 47 cam size M. Dạ em cảm ơn chị yêu rất nhiều. Dạ rồi, bây giờ chị yêu nào muốn lia lại bảng màu, chị yêu comment giúp em số 3 sẽ lia lại bảng màu cho mình nha. Em sẽ lia lại bảng màu áo ly ra cho mình một lần nữa nha mấy chị đẹp ơi. Màu đầu tiên là màu trắng như là mannequin đang mặc nha mọi người ơi. Màu tiếp theo là màu hồng. Màu hồng này lên cực kỳ là baby luôn nha. Mỗi mẫu em còn số lượng cực kỳ ít nên mọi người nhanh tay giúp em nha mọi người ơi. Màu cam. Cam. Kế tiếp là màu xanh rêu. Màu xanh rêu giúp em nha mấy chị đẹp ơi. Và cuối cùng là màu đen. Chị yêu nào muốn lên mấy mã sale chị yêu comment giúp em là số 3 đi, em sẽ lên mã sale 99k cho mình luôn nha. 99k mấy chị yêu ơi, muốn em lên mã sale thì comment cho em số 3. Em sẽ lên mã sale 99k 100k cho mấy chị của em nha. Dạ rồi, mẫu đầu tiên em lên cho chị mẫu siêu đó chính là mẫu áo cộc tay review nha mọi người ơi. Phía trước đó sẽ là cổ tròn và phía sau nó sẽ hở lên như vậy nha mấy chị. Mã này hôm nay có giá cực kỳ là ưu đãi đến với mấy chị đẹp luôn nha mấy chị đẹp ơi. Mấy chị đẹp bỏ lại trong phiên live này với em để săn được những mã ưu đãi nha. Bây giờ thì em sẽ lia bảng màu cho mấy chị đẹp xem nha. Màu đầu tiên là màu xám ạ. Kế tiếp là màu hồng. Mã này phía là dạng crop top ôm nha mọi người ơi. Rất là sexy và rất là xinh luôn. Phía sau thắt lưng nha mọi người. Màu pastel dễ dàng phối đồ cực kỳ luôn nha. Có 5 màu cho mấy chị đẹp lựa chọn. Trong phiên live này có giá là 99k. Nhanh tay giúp em ơi. Mã số 12 kèm màu kèm size. 12 kèm màu kèm size 99k cho em nha mấy chị yêu ơi. Chị có trong phiên live ngày hôm nay thôi. Em xuống live là nó sẽ trở về giá gốc là tiếc lắm nha mấy chị yêu ơi. Màu tím. Màu tím giúp em ạ. Màu kem cho mình một lần nữa nha. Màu đầu tiên là màu sáng giúp em ạ. Kế tiếp là màu hồng. Màu tím giúp em ạ. Màu tím. Màu kem. Màu xanh dương. Dạ chị Trinh Trinh thêm một màu xám size M đúng không chị yêu ơi. Dạ size em rồi chị bấm ok giúp em nha. Dạ em cảm ơn chị Trinh Trinh nhiều nha. Dạ rồi em cảm ơn chị yêu rất nhiều nha. Bây giờ thì em sẽ qua tiếp một mã Trinh Trinh ok. Dạ em cảm ơn chị Trinh Trinh nhiều nha. Em sẽ qua một mã áo dệt tâm cho mấy chị đẹp luôn nha. Mã dệt tâm hôm nay trong live stream của em sale chấn động với giá là 99k mấy chị đẹp ơi. 99k mấy chị yêu ơi. Có 3 màu cho mấy chị lựa chọn nha. Chất dệt tâm mặc vào cực kỳ là mát luôn. Màu đầu tiên là màu đen.